Honda CBR 250 RR, con Sportbike mà có thiết kế đẹp nhất trong phân khúc. Thiết kế rất là đẹp. Ngày xưa lúc mà nó mới ra thì Huy tưởng là xe của Ducati không á, tại vì nhìn rất là giống con 899 hay là 959 các bạn thấy không. Nè, cái đầu đèn nó ngầu dữ không, đầu đèn ngầu quá trời luôn đó. Hai cái dải led ở trên cộng thêm là mấy cái bóng chính ở dưới nè, và cái đầu nó thiết kế rất là sát cạnh, rất là hung dữ, nhìn giống như là cái con quái thú săn mồi Predator ha. Một cái nữa là cái mâm đó, các bạn nhìn cái mâm xe nè đó. Cái mâm xe là cái mâm 7 cây, rất là giống mâm hàng hiệu Marchesini, những cái mâm mà bắt trên con cá mập đó các bạn. Rồi cái bộ quay hai bên nè, các bạn thấy nó cắt xẻ dữ không. Và đặc biệt có một cái điểm mà Huy đánh giá cao, mặc dù nó là xe dành cho người mới thôi nhưng mà nó có cái lườn đây này, cái bộ ở dưới đây nè đó. Cái bộ lườn này thì dành cho những chiếc xe mà đua trong SBK. Huy xe R1 của Huy còn chưa có cái lườn này, mà con này nó có rồi. Tiếp theo nữa là cái sườn nè, kiểu kiểu nó giống sườn mắt cáo, giống giống Ducati không, đẹp. Rồi cái gác chân này rất là đẹp, rất là tinh tế. Tới cái đuôi đây có hốc hút gió rồi ha, nhìn cái đuôi nhậu đây từ sau tới này các bạn. Giá của con xe này á, là đây là phiên bản Repsol thì nó mắc hơn bản thường đâu khoảng 10-20 triệu. Hồi xưa bạn Huy mua là 170 triệu chưa ra giấy tờ. Còn bữa nay thì chiếc xe này nó còn khoảng 150 triệu thôi. Nhưng mà đó là không có phải màu này nha, cái màu này giờ hết rồi. Và các bạn biết không, lúc mà chiếc xe này mới về Việt Nam á, thì cái giá nó trên 200 triệu nha các bạn. Kinh khủng chưa, một chiếc xe 250 phân khối. Chiếc xe này nó có rất là nhiều ưu điểm so với những chiếc xe khác trong phân khúc. Thứ nhất là nhìn vào thấy được là Huy thấy một cái cặp phụ upside down, nhìn nó rất là đẹp, rất là cứng cáp. Mẫu Ninja 400 bây giờ vẫn chưa có phụ upside down nè. R3 thì chỉ có R3 đời mới mới có, RC390 cũng có rồi đúng không. Nhưng mà cái con xe này lúc nó ra là thời 2016 các bạn, thì nó coi như là nó dập tắt mọi cái đối thủ xung quanh của nó luôn. Động cơ 2 xi lanh 250 phân khối, 38 mã lực, 21 Nm mô men xoắn. Rồi nó có phục upside down nè. Và đặc biệt một cái nữa, đó chính là nó có cái ga điện. Những cái đối thủ của nó bây giờ vẫn còn xài ga dây nữa, chưa có được ga điện đa số. Thì khi mà nó có ga điện á, thành ra là nó có 3 chế độ lái luôn. Chế độ lái ở đây hình như Huy phải nổ máy lên đó. Đây là chế độ lái sport thể thao này, có sport cộng là mạnh hơn, và comfort có nghĩa là thoải mái yếu để đi vòng phố. Đồng hồ R3 bây giờ đời mới vẫn chưa có màu sắc nồi như thế này, mà vẫn còn trắng đen nhìn rất là cơ bản. Hay đồng hồ Ninja 400 vẫn còn kim. RC390 thì đồng hồ cũng còn trắng đen thôi, chứ được chưa có được màu sắc đẹp như thế này. ABS trước sau thì dĩ nhiên phải có rồi nè. Xe mô tô phân khối lớn bây giờ tiêu chuẩn là bắt buộc phải có ABS trước sau. Chiếc xe này Huy nghĩ rất là phù hợp với những bạn mà mới chơi xe mô tô, mới làm quen á. Tại vì khi các bạn đi một chiếc xe bình thường lên một chiếc xe mô tô, các bạn sẽ gặp những cái vấn đề sau đây phải lưu ý. Thứ nhất là xe to quá, nặng quá. Thứ hai, xe chạy nóng quá. Thứ ba, cái cảm giác lái á, tại vì nó là sport bike, cái tay lái nó thấp và nó hẹp lắm, không có giống như mấy chiếc xe bình thường tay ga hay là xe exciter rồi các bạn đi, thì cái cảm giác lái nó khác hoàn toàn. Khi các bạn chạy nhanh vào cua nè thì nó rất là ghê. Thành ra là mình nếu mà chưa chạy mô tô phân khối lớn bao giờ mà mình nhảy lên cái đùng một xe 1000 phân khối á, thì sẽ là một cái cú khớp các bạn phải làm quen rất là nhiều. Còn với một chiếc xe CBR 250 RR ở đây thì các bạn sẽ dễ dàng tập làm quen chạy xe mô tô hơn. Thì bạn nào mới chơi á, nếu mà chưa có kinh nghiệm thì nên lên từ từ, đừng có ham lên phân khối cao, nó sẽ gặp cái nhiều cái trường hợp mà mình sẽ phải hối tiếc đó. Chạy con này trước, lên con 600, lên con 1000, ok. Và chiếc xe này rất là phù hợp. Thứ nhất nó đẹp, thiết kế quá đẹp. Thứ hai, công nghệ nó nhiều. Thứ ba là cái mức giá tiền nó ok, chấp nhận được. Giới thiệu chiếc xe vậy là đủ rồi, bây giờ Huy sẽ ngồi lên con xe và chạy trải nghiệm thử xem nó như thế nào. Thì xưa giờ Huy chạy 1000 phân khối, xe to bự quen rồi, không biết chạy con này có cảm giác gì không.
các bạn nhìn cái mặt nạ của nó nè, thấy không? Đó, đẹp quá trời, ngầu ghê không? Rồi ngồi lên chạy thử ha. Ba của Huy chống chân nè, hai chân chống đặt xuống mặt đất mà còn duỗi thẳng ra, không không phải duỗi thẳng luôn mà co lên vậy luôn nè, rất là thoải mái, gọn nhẹ, di chuyển là thấy khỏe re rồi. Rồi chạy thử ha, ở đây Huy chỉnh lên mode mode cộng đi, mode mạnh nhất đi. Okay. Phấn khích đó, chứ không cho một Huy một cái cảm giác là xe bị yếu đâu. Nó cũng có cái lực máy à, cũng đáp ứng là khi mình muốn chạy lên 100-150 rồi cũng dễ dàng. Thì trước đây Huy có chạy con R3 rồi nè, Ninja 400 rồi nè, RC390 Huy chạy rồi. Thì theo Huy đánh giá là cái cảm giác lái của con này, cái tư thế ngồi của nó khá là thuần sport các bạn. Nó không phải như R3, nó không phải như Ninja 400 mà ngồi thẳng lưng hai cái tay đi đông cao lên gì đâu. Rất là giống một chiếc xe bình thường. Chiếc xe này tạo cho Huy một cảm giác lái rất là sport, thể thao, hơi chồm. À mà nói về đồ chơi á, thì cái này là khi mua xe nó sẽ có sẵn, hãng Honda nó sẽ tặng. Thì hình như cái này là có sẵn nè, hai khái hai bên, nhưng mà bạn Huy gỡ ra rồi, để ăn bên thôi. Rồi nó cũng lên tay thắng Rambo nè, tay con cũng lên tay con CRG nè. Rồi bô á, thì lên cái cổ full của Akrapovic nha. Đó, hai cổ, cổ full của Akrapovic. Lon bô á, là Ara. Ok. Thì nói chung là Huy chạy con xe này, Huy cảm giác cái yếu tố mà Huy thấy nổi bật hơn hết là chiếc xe nó nhỏ gọn, mình chạy khỏe, không có mệt mỏi như khi Huy chạy R1. Thứ hai là cái tư thế ngồi lái á, nó sport nhưng mà nó thoải mái, không có quá gắt như những con 1000 phân phối chạy làm mệt lắm.
nếu mà chạy trong phố nãy giờ mấy cái cua mà trong đường như thế này là chạy đuối lắm luôn các bạn ơi. Rồi cái lực máy nó không quá nóng, và đặc biệt nữa là tiết kiệm nhiên liệu. Xe của Huy đi là 10 cây một lít xăng, thì chiếc xe này chạy gần khoảng 30 cây. Các bạn có thể thấy trên đồng hồ nó hiện 26,4 km/lít, thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra là tiết kiệm nhớt nữa nè, chi phí bảo dưỡng lốp, nhông sinh đĩa, nhiều thứ nó sẽ giảm đáng kể ha. Thì các bạn nếu mà chưa có điều kiện kinh tế chơi mô tô phân khối lớn 1.000 khối á, thì mình làm quen với mấy con này trước. Hồi nãy Huy chạy xong, hồi Huy bóp thắng gấp á, các bạn cũng có thể thấy là con xe nó dừng lại rất là an toàn, tự tin. Hệ thống thắng của nó tốt này, với lại cái trọng lượng nó nhẹ, chỉ có 165kg trọng lượng ướt thôi à. Nếu mà so với những con mô tô 1.000 khối thì nhẹ hơn mấy chục ký. Thì khi xe nhẹ thì cái lực quán tính nó sẽ ít hơn, và lực quán tính ít hơn thì thắng nó sẽ ok hơn, an toàn hơn. Trong tay có đâu đó tầm 200 triệu thì Huy nghĩ các bạn chọn chiếc Sport Mobile này là hợp lý. Mua chiếc xe khoảng 160 triệu ha, về mình mua giáp, mua nón, rồi đổ thêm cho nó nữa, 200 triệu là các bạn chơi chiếc này là quá đẹp rồi. Ok, vậy là Huy đã làm xong cái clip trải nghiệm và đánh giá em Sport Bike tầm trung CBR250RR. Thì nếu mà các bạn thích cái clip này á, thì nhớ like video này và đăng ký kênh Lê Gia Huy để theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.